hơn mình qua mặt cái một cũng dễ dàng đó, nhẹ nhàng. Cũng đang là eco, càng ngày càng thấy yêu e-bike. Anh ơi, xe này thích quá à. Ừ. Đây là chiếc Specialized Level phiên bản cabin. Đây không đơn thuần là một chiếc xe MTB bình thường mà nó là một chiếc xe e-bike hay còn gọi là eMTB. Thì một chiếc xe e-bike tức là một chiếc xe nó có tích hợp sẵn cái bộ trợ lực bằng điện. Thì cái việc này nó sẽ giúp và hỗ trợ cho cái người đạp rất là nhiều trong cái việc mà tăng tốc hoặc là leo dốc. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2018. Mặc dù e-bike đã có mặt trên thị trường khá là nhiều năm rồi, nhưng mà rất là hiếm người ở Việt Nam có thể nhập được chiếc xe này tại vì giá của nó khá là cao. Thì ở cuối video mình sẽ bật mí cho các bạn về giá của chiếc xe này. Đối với dòng e-bike này thì nó có rất là nhiều phiên bản, và phiên bản các bạn đang xem video ngày hôm nay đó là phiên bản carbon, một phiên bản rất là cao cấp của dòng xe e-bike. Thì một chiếc xe e-bike nó sẽ có 3 cái điểm khác biệt so với một chiếc MTB bình thường. Thì nó sẽ có tích hợp thêm, đây là cái bộ motor điện để hỗ trợ cái lực đạp cho người sử dụng. Hai là cái phần pin. Cái phần pin thì các bạn có thể thấy là cái phần down tube ở chiếc xe này nó rất là to. Thì ở phía dưới cái down tube này thì nó sẽ chứa pin để sử dụng cho cái bộ phận motor ở dưới này. Và phía trên tay lái bên phía tay trái, cái phần mà điều chỉnh tăng giảm cọc yên ở đây thì sẽ có một nút điều chỉnh cái mức độ hỗ trợ lực đạp nhanh hoặc là chậm ở phía bên đây. Thì ngoài ba cái điểm mà mình vừa mới nêu ở trên thì một chiếc e-bike nó có thành phần cấu tạo về các cái phụ tùng và phụ kiện y chang một chiếc MTB. Và đây là phiên bản full suspension. Thì phiên bản này nó sẽ thích hợp cho các địa hình đồi núi hoặc là dốc. Nếu như các bạn có một lần thử đạp xe ở các cung đường như là Đà Lạt hoặc là các khu vực ở phía Bắc, thì mỗi lần mà đạp xe lên dốc thì có những cái con dốc nó làm mình rất là nản. Nhiều khi mình đạp lên không nổi, mình phải bước xuống mình dắt. Nhưng mà đối với e-bike thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong cái việc là leo dốc. Tại vì cái lực đạp của nó, khi mà mình tác động một cái lực đạp vào trong cái xe thì nó sẽ hỗ trợ thêm cái phần, nó kích thêm cái phần motor để hỗ trợ cho mình đạp nhanh hơn. Cái phần đuôi ở phía sau này thì Specialized thiết kế, nó là thiết kế bằng nhôm. Specialized trang bị một cái giảm sốc Fox Rhythm 34. Thì giảm sốc này có hành trình là 150mm. Giảm sốc sau là Fox Float hỗ trợ hành trình 130mm. Cọc yên tăng giảm của Fusion có hành trình khá là ấn tượng, 150mm. Bộ truyền động thì sử dụng bộ truyền động của SRAM NX phiên bản Eagle với 12 tốc độ. Phanh thì là phanh SRAM Guide phiên bản RE với hai cặp dĩa Centerline. E-bike này trang bị cặp bánh là 29 inch nhân 2.6. Ở trên cái phần nắp bô tăng, thì khi mở cái nắp bô tăng ra thì nó có trang bị một cái phần tool nhỏ của Specialized. Chúng ta chỉ cần gạt cái nắp ra thì rút ra là một cái bộ tool nhỏ của Specialized trong này. Rất là gọn và rất là hữu ích trong các trường hợp cần thiết. Bộ tool này chỉ nhỏ, nằm gọn như lòng bàn tay thôi, nhưng mà có thể cất vừa vặn trong cái nắp của cái bô tăng. Khi nhắc đến e-bike thì các bạn không nên hiểu đó là một chiếc xe điện. Nếu như các bạn đã từng sử dụng xe đạp điện bình thường thì ở trên tay lái của các bạn sẽ có một cái tay ga. Nó giống như là một chiếc xe điện bình thường, thì khi mình lên ga thì xe nó sẽ chuyển động. Nhưng mà đối với các dòng xe e-bike á, thì các dòng xe này là các dòng xe trợ lực điện. Tức là nó sẽ không có trang bị tay ga để cho các bạn lên ga. Mà ở đây thì khi các bạn đạp, tùy vào cái lực đạp nhanh hay chậm của mình. Nếu mà mình đạp nhanh thì cái hỗ trợ lực đạp của nó sẽ nhanh, mà nếu mình đạp chậm thì cái hỗ trợ lực đạp nó sẽ chậm. Ở đây theo thông số của nhà sản xuất, motor hỗ trợ lực đạp ở dưới này nó có thể hỗ trợ bạn lên tới 25 km/h. Tức là nếu bạn đạp xe ở vận tốc 20 km, cộng với việc hỗ trợ lực đạp tối đa của cái dòng motor có thiết kế trên chiếc xe này, thì vận tốc của các bạn đâu đó vào khoảng 40 cho đến 45 km. Tức là bạn chỉ cần tung ra cái lực đạp khoảng 20 km bình thường thì các bạn có thể đạt được vận tốc là từ 40 cho đến 45 km theo như thông số của nhà sản xuất. Đối với xe đạp bình thường thì mình nghĩ là khi mà mình đạp hết sức mình, mà mình đạp tầm 20 MTB nha, chứ mình không có đề cập đến road, tầm 20, 25 hoặc 30 thôi là mình đã cảm thấy cái guồng chân của mình nó rất là mỏi rồi. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì mình vẫn đạp với cái lực đạp đó, nó sẽ bổ trợ thêm cái lực thêm cho mình vào trong cái motor này, thì vận tốc của mình sẽ lên tới khoảng 40 tới 45 km/h.
Và nếu gặp ở cái đoạn đường đổ dốc thì vận tốc nó còn lên trên cao nữa. Trọng lượng của chiếc xe này lên đến 19 cho tới 20 kg, hơn cả một chiếc xe downhill phiên bản nhôm. Thì vô tình cái trọng lượng nặng này nó sẽ rất là ổn định trong những đoạn đường mà đổ dốc. Thì ở đây khi mình bấm nút khởi động cái chế độ e-bike lên, thì đây nó sẽ hiển thị cái mức pin đang còn ở trong đây thông qua cái tay điều khiển ở bên đây. Nếu như mình để ở cái mức max là cái mức turbo mạnh nhất á, thì mình chỉ cần bỏ ra một lực đạp cực kỳ nhẹ thôi là xe nó đã vút đi rất là nhanh rồi. Thì đương nhiên cái chế độ turbo này thì nó sẽ hao pin hơn. Còn nếu mình để chế độ eco, tức là chỉ là một vạch thôi, thì lực đạp nó vẫn hỗ trợ cho mình nhưng mà nhẹ hơn và nó sẽ ít hao pin hơn. Thời gian sạc đầy của chiếc xe này là khoảng theo như thông số của nhà sản xuất là 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ có một cái chân sạc ở dưới này. Những cục sạc của nó cũng trông giống như là một cục sạc là laptop nhưng mà nó bự hơn một tí xíu. Cắm vào đây khoảng 4 tiếng đồng hồ thì khi sạc đầy thì nó sẽ tự ngắt. Về cái cục motor ở dưới này thì nó thiết kế tích hợp vào cái phần dò dỉa luôn. Nếu các bạn có thể nâng cấp những loại dò dỉa khác cũng được, nhưng mà miễn sao thì nó phù hợp cho cái motor e-bike ở dưới này. Ôi 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 ôi, Nam, quay lại nè. Mình tới được núi Châu Thới rồi. Thì cách Sài Gòn khoảng 20 tới 25 cây tùy cái vị trí của các bạn ở đâu trong Sài Gòn. Thì đi dọc theo quốc lộ 1K qua trạm thu phí thì đi khoảng 5 tới 6 cây nữa thì núi Châu Thới nằm bên tay phải. Đây mình có đủ hết các loại xe. Từ road cho đến MTB sẽ leo con dốc núi Châu Thới. Riêng mình là đi e-bike. Mình sẽ đi sau cùng để mục đích là để qua mặt các bạn. Đây là cổng dẫn vô núi chùa Châu Thới. Mọi người bắt đầu leo rồi nè. Mình vẫn để chế độ eco nè. Việc leo của mình nó cũng khá bình thường. Có một anh rốt leo rất là ghê. Anh rốt này leo rất là khỏe. Còn bạn Khoa thì sao? Khoa nói chuyện đi Khoa. Nói chuyện với mấy bạn nè. Mọi người nói chuyện đi, đừng có lầm lũi đạp. Mọi người thì lên nặng, mình thì rất là nhẹ nhàng. Lên từng clip nha, đừng lên gấp nha. Cố lên Vinh ơi. Mọi người đang thở dốc, mình vẫn đạp. Ba bạn đi MTB quá khỏe. Thôi mình qua mặt cái một cũng dễ dàng. Đó, nhẹ nhàng. Đang là eco. Qua mặt ba bạn đi MTB rồi. Một anh rốt đứt gánh. Dòng lại trêu đùa mấy bạn. Quá khỏe Vinh ơi. Ủa dắt hết rồi hả? Dắt hết rồi. Chắc rồi. Dắt hết rồi. Cố lên Vinh ơi. Gì kỳ vậy Thanh, sung lắm mà. Vinh là một vận động viên trẻ tuyển vọng. Ê, chuyển vọng. Vinh nói chuyện đi Vinh. À,
Đấy, nhưng mà việc chinh phục mấy con dốc này nó rất là tốn sức. À, với e-bike thì mình cứ nhẹ nhàng mình đạp lên như là đi dạo phố. Cảnh trên đây đúng là rồi, dưới đây nhiều người xả rác giục mấy cái khẩu trang ở đây á. Tới rồi. Ôi, đại tao thả quá. Lên luôn. Quá tốt Vinh ơi. Quá tốt, Vinh đạp từ đây một phát một lên tới đỉnh luôn. Khi mình thì chưa chắc là mình đạp được. Mình phải dùng e-bike. Vô trong kia thì có lẽ phải gửi xe. Vô kia phải gửi xe hả? Vinh. Vô kia có gửi xe không? Ờ, mình đi qua đây mình tham quan một vòng. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là khung cảnh Thủ Đức ở dưới này. Mà đâu, leo quá dữ. Đây là idol của giới trẻ. Idol của giới trẻ mới thật sự là người này. Vinh năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy con? Dạ con năm nay 16 tuổi nha. Con à 16 tuổi học lớp 8. Học lớp mấy ta? Lớp 8. Lớp 8 đúng rồi. Mày học nhiều quá quên. Bệnh của thần đồng nha mấy bạn. Thế sao Thanh? Nói chung là rất là mệt. Leo đuối quá. Mấy bạn kia còn chưa lên tới nữa, đây mình chạy ra sau mình hỗ trợ, mình đẩy một số bạn. Chuẩn bị lấy con nhá, sẽ đạp lên dưới chân rồi chú lạnh. Thấy ai đừng để lộn mấy em đó nha. Xuống mình đẩy một số bạn lên. Hạ dốc thì nó quá sướng rồi, nhưng mà là lên dốc rất là cực. Cắm cờ ở đây hết rồi. Sao ngồi đây hết rồi? Ủa cái đỉnh danh. Tới rồi. Xíu nữa tới rồi. À? Ừ. Nè nè, giờ đưa xe cho gấu lên nè. Nè, đưa xe cho nữ lên nè. Cho em chạy xe đấy, nó có tự động cho em lên đúng không? Có. Đạp, đạp nhẹ lỡ lên nè. Nhẹ lắm. Thử đi. Vậy đâu phe đâu. Cần gì phe? Mình lên tới hả? Lên tới hết rồi. Tới cái này là tới hả? Ừ, quẹo ở đây tới rồi. Mình tới rồi. Ừ, gần đây xíu à. Thử coi. Chỉ đạp thôi phải không? Đạp thôi, không làm gì hết. Để coi, em cao mét mấy? Em hả? Mét 65. Rồi, ok. Đây này. Đạp thôi nha. Xong rồi, em vừa nhìn thấy nó nặng rồi vậy. Rồi, cứ ngồi lên đi giữ cho. Rồi, đạp lên thôi. Đạp lên từ từ. Ôi, xe này đạp vậy? Đạp lên cái bộ. Giờ mình sẽ thử đạp MTB lên. Xe này xe của mình. Khỉ này tính tới lấy xe à. Wow. Xe mình thì đang set up cái thông số là cũng chua 32T với lại chỉ trước 32 kéo hai lên trước 32, dĩa sau maximum là 34. Cái này nếu mà có cái dĩa 48
50 nó sẽ khác. Dĩa 32, dip 34, ôi xin chào lên luôn. Quá phê. Càng ngày càng thấy yêu e-bike. Càng ngày càng thấy yêu e-bike. Xe đạp cho được quên chứ. Anh ơi, xe này thích quá à. Ừ, sắm chiếc đi. Xe đó chạy leo dốc mới sướng nha. Cái này tính là mày ảo tưởng sức mạnh anh à. Không, nó làm cho mình đạt được nhiều mục tiêu dễ dàng hơn. Theo mình, nếu mà có cơ hội được thử chiếc e-bike này trên cái địa hình đường Đà Lạt hoặc là các tỉnh phía Bắc, đường đồi núi rất là nhiều, thì đây đúng là một cái lựa chọn tuyệt vời luôn. Tại vì đối với những con dốc thì nó chinh phục các con dốc leo lên rất là dễ dàng luôn. Và đổi dốc thì với cái trọng lượng của một chiếc e-bike thì việc đổi dốc trở nên cực kỳ an toàn và cực kỳ thoải mái. Càng ngày càng thấy yêu e-bike. Anh ơi, xe này thích quá à. Ừ,